Bây giờ là 7 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 8. Hôm nay Tisu sẽ mời cô chú anh chị các bạn mình đi một vòng với Tisu từ đường Nguyễn Hội qua một cái con đường mới đi qua khu Kinh Bào, và ở đây có thêm một cái chợ tạm. Thì trong những cái video clip đó trước đó thì có một số anh chị mà ở cái khu vực ở bên đường phường Xuân An á, thì cũng muốn nhìn lại cái con đường này xem thử vào buổi sáng với buổi tối á, thì nó có sự thay đổi gì hay không. Thì hôm nay Tisu sẽ đi bắt đầu từ cái khúc đường Nguyễn Hội này. Mình sẽ đi qua một con đường mới, nó nằm cạnh bên hông của trường cao đẳng y tế. Hôm nay họ mở ra một con đường mới mà nó liền băng thẳng qua bên kia của khu cầu số muối luôn. Thì mời cả nhà mình sẽ đi cùng với Tisu ạ. Ở ngay cái ngã ba giữa Nguyễn Hội với Đặng Văn Lãnh, mình cái hướng bên tay phải là đi về đường Từ Văn Tư, mà hướng bên tay trái là mình sẽ đi qua đường khu bia địa chỉ đỏ. Thì cô chú anh chị các bạn thấy là ngay khu vực ngã ba này người ta có giống như là một cái chợ tạm vậy đó, mọi người bán đồ ăn sáng rồi mớ rau mớ hành đó, thì những người nông dân họ mang xuống đây sớm để bán cho những cái người đi ở khu vực gần ở đây. Cái chỗ này là tượng đài nè, lúc trước ở đây là cái khu vực đất trống, nay họ xây dựng nên luôn, nên là ở đây hết còn cái khu đất trống này. Là Tisu nhớ hồi trước ở đây là đất trống, họ Tisu còn rất là nhỏ, thì mỗi buổi tối là cái đoàn lô tô họ về họ đọc vang ùm cả một cái khu vực luôn. Nhà Tisu là ở xa này nhưng mà vẫn nghe được cái tiếng lô tô, khi mà đêm về thì cái tiếng hát thì nó vọng lại, nhưng bây giờ thì không có nữa. Mình đang đi qua đây là trường cao đẳng y tế nè. Đó, đây là trường cao đẳng y tế. Những năm qua thì trường cao đẳng y tế này vẫn bình thường, không có cái gì thay đổi hết. Chỉ có phía sau là họ xây thêm cái khu ký túc xá cho học sinh sinh viên. Và lúc trước á, cái đường mà chúng ta sắp sửa đi qua ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ này nè, cũng là khu vực của trường cao đẳng y tế luôn. Thì Tisu nhớ là nhà ở của những người giáo viên và những nhân viên làm ở trong cao đẳng y tế, nhưng mà bây giờ thì họ sẽ không có nữa, cho nên là cái đường này họ mở ra thì giải tỏa khu vực này đi, cho nên là không còn nữa cô chú anh chị các bạn ạ. Nên là bây giờ là nó ra một con đường mới, đường này là đường Nguyễn Văn Linh đó, đường này là mới hoàn toàn nha. Lúc trước đó là ngay khu vực này nè, nếu mà cô chú anh chị các bạn đi đó, thì ở đây nó sẽ có một cái nhà của người dân á, họ không có đồng ý đền bù giải tỏa, họ ở đây rất là lâu mấy năm luôn, sau đó là mới bắt đầu là giải tỏa được, và con đường Nguyễn Văn Linh mới xuất hiện và nó rộng rãi khang trang như thế này. Ở nguyên cái khu vực này là khu vực mới nè, đường Văn Cao rồi ngay ngã khu Canh Bào đều là khu mới hết. Con đường này cũng là đường mới luôn, nhưng mà nó đi từ những cái khu đất ngày trước mà chúng ta cũng đã từng đi qua rồi, cho nên là Tisu quay lại để có cái sự cả nhà mình nhìn lại theo cái sự so sánh là giữa cái cũ và cái mới thì nó khác biệt như thế nào. Đó, ở đây là khu Kinh Bào, thì ở gần đây thì họ có một cái chợ gọi là chợ Kinh Bào. Chợ này lúc trước là người dân bán bên vỉa hè, rồi xong cái người ta mới xây dựng tập trung qua đây làm cái chợ tạm. Thì để Tisu đi vào ha, Tisu gửi xe rồi đi vào coi thử là trong chợ này là có những cái gì. Ở đây là chợ buổi sáng, mọi người đang họp chợ, bây giờ mình sẽ đi vào phía trong. Sáng này thì vẫn có cá nè. Có ốc gạo nữa này cả nhà mình. Đây ốc gạo này. Đây là ốc gạo này như ký hả chị? Cái bị này một ký không? Dạ, chị để cho em bị đó đi. Dạ. Ốc này mình bắt ở đâu rồi chị? Kinh Bào hả? Đây là bán tôm. Rồi đây mình đi vô trong là chợ cá nha. Ở đây là chợ cá thì có ủ, ở đây có tép, có con tôm, con tép. Ở đây bán đồ đồng nữa nè. Đó, tép đang nhảy tinh tinh. Rồi cá lồng tông nè.
bao nhiêu ký hả chị? 50. Dạ 50. À. Rồi lá gần nè, lòng tâm kho lá gần, rồi tép. À, ngon lắm á chị, cái đó mà. Cho trong nước kho nó mới không đắng. Ừ. Nó nhân nhỏ. Xong rồi kho bỏ thêm lá gần miếng hành mỡ vô nữa là ngon ha. Hành, à, hành ớt giả là ngon. Còn cái tôm này mình bán bao nhiêu ký? Tôm nào nha? Dạ con tép này. À, 15 ngàn. 15 ngàn một lạng đó cô chú anh chị các bạn thấy ha. Ở chợ này cũng có đồ đồng nữa. Ngon quá. Cảm ơn cô ạ. À. Chúc cô bán rất hàng. Rồi bây giờ mình đi tiếp ha. Bên này có cá nè, cá thu ảo nè. Ở đây có một cái xe bắp hầm. Ở đây có xe bắp hầm. Bắp hầm bán dạo bán đất đó. Bán đất của mình. Bắp hầm. Giờ mới mặc cho tao quay cả. Cô bán bắp thì là cô bán bắp. Dạ, cảm ơn cô. Rồi đây là cô chú anh chị các bạn mình nhìn thấy là ở trong cái lòng chợ này Tê Thô Xô thấy nhiều cái nhỏ nhỏ nhưng mà đầy đủ đồ ăn, bán từ cơm, cá, thịt bò, thịt heo, đồ đồng, hàng rau củ quả, đầy đủ hết, rau hành, trứng ngỗng, trứng gà, trứng vịt đầy đủ hết, đó. Không thiếu thứ gì. Đó, đây là dạo một vòng chợ ha. Bây giờ mình dạo ra ngoài trước này để coi thử là họ bán đồ ăn sáng nữa nè. Đó, bán đồ ăn sáng lại đây. Ở đây là cái mắm ớt nè cô chú anh chị các bạn thấy mắm ớt nè, người Phan Thiết là mắm ớt nè, rồi bánh mì xíu mại nè. Ở đây là chả cá nè cô chú anh chị các bạn thấy hấp dẫn không? Ở trong chợ này có nhiều món ăn ngon lắm cho nên khi nào mình về mình ghé đây mình ăn nha, ăn ủng hộ ở trong chợ khu Kinh Bào. À, ở đây là tấp mỡ, hành phi. À, đây là bún xào này cô chú anh chị các bạn. Mình về đây thì tiệm cô này ở ngay cái phía trước chợ luôn, mình vô đây mình ăn bún xào. À, đây là xào qua. Đây là rau ăn với bún xào đây cô chú anh chị các bạn, hấp dẫn không? À, rau tươi rất là thơm. Này khách mua về nè, mình mua đóng bị về cho khách. Rồi bên này ngay góc chợ này á, là Tisu thấy có cái hàng bánh xèo cũng thơm lắm nè. Ở đây là bánh xèo đây cô chú anh chị các bạn thấy là mới khui nè. Thì trong chợ này ngồi bón bún xào thì có món bánh xèo nữa. À, bữa sáng mà muốn ăn bánh xèo thì ghé vào trong chợ mua để ủng hộ cho cô nè. Nói chung là món quan ngon quê mình thì đi chợ nào cũng có, nhưng mà tùy thời gian, tùy địa điểm là mình có thể là ăn những cái món ăn này ở trong từng cái khu vực khác nhau. Ví dụ đây là bánh xèo hải sản đây cô chú anh chị các bạn. Mấy ngàn cái hả cô? 5 ngàn. À, cô chú anh chị các bạn thấy là bánh xe ngon 5 ngàn một cái, có con tôm, có miếng thịt. Đó là hấp dẫn. À. Đây là cô chủ ngồi ngay góc nè. Rồi. Ở đây là hàng trái cây. Nè, ăn bánh xèo xong thì qua ăn trái cây. Đó là Tisu dòng một cái dòng chợ này như vậy để giới thiệu đến cô chú chị các bạn. Ở bên này có món bánh hỏng cháo lòng nữa. Em ơi, hả? Em thôi. Đó. Rồi, giờ mình sẽ đi vòng qua đây. Ở bên này còn có cái tiệm may đo sẵn nữa nè. Rồi cũng tiệm trái cây, bông hoa, bán gạo. Dạ rồi thì mình sẽ đi khỏi cái chợ ở khu vực này để đi dạo tiếp coi thử là ở gần đây họ có bán thêm cái gì không, có bán thêm cái gì lạ hay không. Hồi lúc trước khi mà cái chợ này mà chưa có làm á thì ngay cái đường phía trước mặt chúng ta ở bên phía phải này nè là có cái khu chợ tạm, mọi người buôn bán tấp nập, nhưng mà từ khi cái chợ này xong á là họ quy về một mối một chỗ thôi chứ không có bán dọc trên vỉa hè nữa.
Đó, lúc trước ở đây ở trên đường Trần Quang Diệu này nè là sẽ có cái chợ tạm, như bây giờ là buổi sáng thì họ không còn nữa. Họ chỉ bán mấy cái món đồ ăn sáng thôi, với lại cà phê cốc. Ủa, mình đi tiếp tục mà ở trên cái con đường này á, thì Su rất là thích đi trên đường này bởi vì nó có nhiều cái cây, có nhiều cây cối đồ mát mẻ. Bây giờ rẽ qua đây, khi mà mình rẽ qua bên này á, là mình ra lại cái đường ở đường cầu Số Muối nè, đường 19 tháng 4 đó. Mình rẽ bên tay phải là ra cái hướng Bục Binh để đi Phan Thiết, cái hướng Bắc. Còn mình rẽ bên tay trái là mình sẽ về đây, về qua lại cầu Sở Muối. Thì giờ Tuy Sô sẽ mời cả nhà mình đi qua lại đây ở đường cầu Sở Muối nha, để mình đi nhìn cái cảnh quê mình vào buổi sáng sớm. Giờ này thì cũng có người ta đi làm, có người người ta ở nhà. Tại vì trong cái mùa dịch này khi mà làm hàng ra thì cái việc mà xuất hàng đi rất là khó khăn, nên là việc làm thì cũng không có được nhiều. Đó, đèn đỏ đó, cô chú anh chị các bạn nhìn thấy đó, là chờ đèn đỏ xong cái là mọi người bắt đầu đi tiếp tục. Đây là mình đang đi lên ngược lại cầu Sở Muối nè. TTC Palace thì đến cái Bùng Binh này thì chắc là mình sẽ dừng máy. Và tôi Su kính gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình đã dành thời gian xem video clip ủng hộ cho Tiên Su. Chúc cả nhà mình một nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công ạ. Trong cái nắng buổi sáng này đi rất là nóng nực nhưng mà thích, tại vì đi nắng sáng rất là tốt và cái thời tiết buổi sáng thì ở Phan Thiết thì rất là trong lành, cho nên là khi nào có dịp thì kính mời cô chú anh chị các bạn mình sẽ quay trở lại quê hương, hoặc là những cô chú anh chị các bạn mình không sống ở thành phố Phan Thiết thì mình đến Phan Thiết du lịch thì mình cũng ghé lại đây thăm quê của Tuy Su. Phan Thiết rất là đẹp.